là chanh mơn mượn chưa già, đem bút ta thải thịt gà ta sơi. Hôm nay là ngày 30 tháng 4, mời các bạn và các vị đón xem. Gia đình chúng tôi tổ chức một bữa cơm chào mừng ngày lễ chiến thắng. Có những món trong đó dùng để lá chanh. La 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 la. Chơi một món gà chuẩn chấm sức huyền thoại. Hình như là ngày nghỉ. Đã giả của món gà là mình rung không làm được. Đã giả của món gà đi ra mãi nó trông to đó. Mãi mà nó tối có lẽ đè trứng mất trứng hồng ra đè ra trống mà gan bụng cắn mà người đi giống ra đi giống ra gì đấy nó to đi đè có lẽ băng trứng hồng quá trống vừa bát cái sỏi bát cái bài nữa mà ra đi cũng được cái chậm sức thiên thoại thì thôi đâu nó bật được đứa lo sức đi ra chậm về lấy xoay cái chậm mà ta ra mà ra là bình minh Ra đây chế biến ra coi như là chế biến đi thôi thì người ta luôn bên đã uống nó được đúng không? Rồi quay đàn ra đứng đẻ chủ đây luôn phí chưa để cho đẻ xong rồi lắm thịt thề đây để đẻ đẹp rồi anh bóc mấy cái mơn rồi đi anh bóc cái để dưới đây là đâu đây chặt vào quấy gà gà bây giờ gà đã vào nồi có công đoàn gà vào nồi kì chứ một con gà đại bừ à, hồ ăn vừa luộc gà vừa rán chả cuốn thằng bó đang khóc rào rồi bó nồi gà chả cuốn đã vào vô ăn chả cuốn
rất là nhanh. Vàng ngay. Mình mới mờ mờ nó ra đã có chín chứ? Trời, cái chín đó đó. Đấm một phát cho chỗ thịt lên đi. Có ai có... Đây cũng lại hay. À, nó bứng xuống đây cũng lại được. Thế đấy kén, tắt bếp đây, lại nó được chứ. Tắt bếp ấy. Có nơi đây này. Thì ta đây, rạn là xúc xích. Bỏ xúc xích nên con đi thấy thích ăn đúng không? Không những con đi thích ăn, mà lại cả chị em thích ăn món xúc xích nên mềm có sướng mà đúng không? Mày năm cái. Như vậy là được một món chả cuốn nữa ạ, một món gà luộc chín nữa ạ. Bây giờ sang món xúc xích luộc. Luộc chị đo nữa. Yep. Mày món trứng ngoan này luộc chưa? Chưa. Chết chết, một cái món luộc đàn trứng, à, luộc trứng thì cũng sợ kỹ thuật gì vậy? Cũng sợ phải là bị chế chứ cả luộc cũng ngon hay đáng hay. Ôi đẹp. Sau một hồi rán phồng đến đẹp vang gướm. Đẹp tuyệt vời. Càng rán càng phông này, nấn như mực ăn này. Rang nào phở thì con bỏ thẳng lên đây. Đầu con nhỏ, rán nóng không có. Cho ra, ui chả chín, ngon lành, vang hướng luôn. Lúc rán thì cắn phông, đưa ra địa thì nó tẹp lẹp. Và một quả này to như kiểu con chuối nè. Như vậy là được hai món chả cuốn xúc xích ta. Đúng rồi, chẳng còn luộc trứng luộc ấy thì thôi rồi này, nó sợ vi phạm kỹ thuật đúng không, luộc kiểu chín không chín, lấy vung tay lên nó chín hết trứng cút lộn và trứng vịt lộn đổ chúng một nồi chuẩn bị tháo hồ chiến này. Mua vung nồi mua cho mình. Rồi đi tìm vung ra. Gần xong. Chặt ra nữa là chiến. Thịt lợn rừng. À là thịt lợn rừng thảo. Thịt lợn rừng. Ôi đồ luôn. Mọi bánh nghi ngủ. Lên thơm cao ngàn. Món này. Món này là món của chú Minh đào đàn gì nè. Dưới sạc có một cái món lạc như thế nữa. Luộc của chị này. Lạc luộc. Ủa, bị to luôn. Đủ cái món của đi ngay. Mừng ngay chiến thắng. Ăn uống nó say. Chương trình mừng đại lễ là sắp diễn ra. Soạn đã ạ. Cứ chặt chân gà này. Lột này. Ném này.
xuất huyền thoại, đóng xuất huyền thoại ra đây không? Đó. Đây, đóng ra. 11 giờ 30 phút mới đây. Đây, chà, một mâm. Mâm bánh gia đình. Mâm bánh gia đình. Mừng ngày chiến thắng. Toàn là thịt. Ăn sáng chưa? Vẫn có một chỗ rau, được rồi. Sáng ăn đâu? Ừ. Úi trời, thịt nhiều món quá. Mở giá chứ. Lại không, cái gì cái món mày mời chứ chưa ăn, chưa đã giới thiệu món. Rõ đấy, mới một phút đâu mới chạy bỏ. Ngay chiến thắng ăn nhiều món quá, hey, nghĩ thì có lẽ nó sẽ cả ngay. Hello. Mua bắt đầu đấy. Đi, cầm hai con luôn. Mình chưa đóng đủ rồi, mời cả nhà. Này, cả nhà mời đi. Chúc mừng đi để mời mọi người dùng bữa cùng với gia đình. Tôi quay âm cắt nắp của nó. Mời mọi người. Bỏ ngâm vừa gia đình. Tú ra cắm một góc vào đây. Hơi, cắm ở dưới gầm vào đây. Sổ con lộn nữa. Các bạn đọc riêng đi các bạn. Để cùng dỡ lên chúc mừng ngay lì chiến thắng không? Mẹ bóc đi. Con sáng mẹ bóc đang đeo. Để dành mấy không? Dỡ lên chúc mừng không? Chúc mừng ngay lì chiến thắng đi. Mẹ bảo mẹ bóc đó. Mẹ bóc đó. Cũng chỗ này đi. Chỗ này. Giờ lên đi. Ông chủ mình đâu? Khởi động đi. Chúc mừng ngay lời chiến thắng này. Mời mọi người nha. Hình như có cao rồi chứ? Không. Có cao ở trong mặt đó rồi. Không, không. Không có cao. Đây là cái bút cắt cái nắp vừa rồi. Quay không, không, cái cao là ở dưới kia. Cao là không. Không, cao không. Cao rồi. Trước cái cong mèo ấy. Mời... Cao quá không? Mời đi. Rồi, mời cả nhà. Mời mọi người. Bắt đầu ra. Rồi bác đang con thử. Rồi, tạm biệt mọi người nhé. Hẹn gặp ở clip sau. Đây có một bài. Còn đây là một trong miệng vải thiêu. Chà, vải thiêu siêu ngọt. Vải thiêu siêu ngọt, cậu Hoa ăn thử qua này. Cậu Hoa, ăn thử quả vải thiêu siêu ngọt này để quảng cáo cho cộng đồng YouTube biết cái vải ngon này họ tìm đến. Ui, vải này ngọt này. Ui, là đỏ đẹp. Ui, ngọt, lìm luôn. Thêm cân đường ạ. Món trong miệng. Này, người nào mà thích ăn chua vẫn được đó. Cậu có lấy đến đây cho nhiều chim đây ta quay cho đẹp món trắng miệng. Món trắng miệng xíu. Sáng này chua vải thiêu chứ ngọt kiểu đi chua. Tuyệt vời đó, hồi vua nhìn mồng mớ này. Rí mà ăn trắng miệng thế này thật chứ. Tuyệt vời. Như vậy là mừng ngày chiến thắng là có vải đỏ rồi.